Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu về một cái sự khác biệt giữa hút mỡ và giảm cân. Các bạn đang nhập nhằng, đang chưa sắp xếp lại cái suy nghĩ là hút mỡ đồng nghĩa với giảm cân. Điều đó hoàn toàn sai nha các bạn. Sai ở chỗ hút mỡ là đem lại cái dáng, đem lại cái vòng hai nó có cái điểm thắt, hay nói khác là hút mỡ bằng tạo dáng. Còn giảm cân là một phương pháp để điều trị bệnh, trong đó gọi là bệnh béo phì. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Vậy việc đầu tiên của hút mỡ và tạo dáng là các bạn phải xác định được mục tiêu là hôm nay chúng ta đến gặp bác sĩ về thẩm mỹ để chúng ta muốn hút mỡ, tức là chúng ta muốn tạo dáng để mặc được cái bộ đồ này đẹp, hay chúng ta muốn giảm cân. Cho nên tôi mách cho các bạn một cái thông tin là các bạn đo cái chỉ số BMI trước. Đo chỉ số BMI bằng cách lấy cân nặng, tức là tính bằng kg, các bạn chia cho bình phương chiều cao, thì các bạn ra cái chỉ số gọi là chỉ số BMI, chữ B, chữ M, chữ Y ngắn, Body Mass Index. Chỉ số đó cho phép là từ 19 cho đến 21 ở người Việt Nam. Khi chỉ số đó vượt quá 25 thì các bạn nên thực hiện phương pháp giảm cân trước nha các bạn. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng hôm nay chúng ta đi hút mỡ để chúng ta giảm cân, không giảm được bao nhiêu cả. Và như vậy nó sẽ mất công, mất tiền và nó không đạt được mục tiêu của chúng ta. Cố gắng giữ BMI của chúng ta nằm ở khoảng từ 19 tới 21. Thân ái, xin chào các bạn.